Tony, you mentioned earlier is that in order to appreciate fine wine, we have to understand how the wine is in behave in the barrels. So elaborate for us on that. Yeah. Nếu ta càng trân trọng nghệ thuật cúp rết hay nôm na còn gọi là nghệ thuật làm thùng rượu, thì ta càng thưởng thức và trân quý rượu vang cao cấp nhiều hơn. Cooperage, nghệ thuật làm thùng rượu bắt đầu từ rất lâu đời và qua rất nhiều năm tháng nhưng vẫn không có nhiều thay đổi về kỹ thuật. Người thợ đóng thùng rượu vẫn đóng, uống từng thanh gỗ làm thùng bằng tay. Người làm rượu đặt hàng những thùng rượu như thế này theo từng người thợ khác nhau, cho mỗi loại thùng rượu khác nhau, được sử dụng để chứa các loại rượu vang khác nhau. Đó là vì những thùng rượu này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của rượu trong quá trình ủ. Từ loại gỗ sồi làm thùng đến nơi xuất xứ của những thanh sồi ấy, rồi tùy theo cách xử lý cho thêm các chất ủ mùi vào gỗ hay nướng sơ trước khi đóng những thanh gỗ ấy thành thùng. Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng sâu sắc đến hương vị của rượu vang. Trong gian phòng này, chúng ta đang có khoảng 400 thùng rượu vang. Hiện nay, có thể nói có 3 vùng đóng thùng chính. Một là gỗ sồi Mỹ, một phần nhiều khác là sồi đến từ Đông Âu, nhưng loại sồi tốt nhất vẫn đến từ Pháp. Và trong số 3.000 thùng rượu mà chúng tôi đang có tại Lyonnais hiện nay, khoảng chừng ít nhất 80% là đến từ nước Pháp. Một trong những lý do thùng rượu của Pháp là hạng nhất vì những người đóng thùng tại đây dùng loại gỗ sồi tốt nhất đã được trồng và cải thiện trong suốt cả ngàn năm qua. Bên cạnh kỹ thuật đóng thùng của họ thì không ai sánh bằng. Mỗi thùng rượu gỗ sồi Pháp như thế này thì trị giá từ 800 đến 1.500 đồng cho mỗi thùng. To make these fine wine barrels, and the barrel makers in France are the best. This gentleman here, Terrin Sow. Probably the finest barrels you can order in the industry. Probably the best wines in the world are aged in Terrin Sow. And this is what you call a small oak barrel, a 60-gallon barrel. How much do you think we pay for one small, high-end French oak barrel? Take a guess. And the most expensive guess? Yeah. Well, I mean, this is one of the finest barrels you can purchase. What would you say? Putting you on the spot here. I know. $5,000 is a little high. Maybe if the hoops were made of gold, you know. Actually, we'll pay anywhere from $800 to $1,500 per barrel. So there's a lot of investment that goes in at this level. And the next, right, the next obvious question is how long can you use it? Well, the initial use is the best. Because once you introduce the wine to the barrel, it's going to start bleeding the flavors, the tannins, from the oak into the wine. So every year the barrel gets weaker and weaker, and eventually it goes neutral. So how many years do you think before it goes neutral? Put you on the spot again. Well, this one is 2007, so it's not about a year, it's about how many times, 4 times. Tuổi thọ mỗi thùng rượu chừng 5 đến 6 năm cho một thùng. Và sau đó thì tất cả mọi mùi hương trong thùng sẽ không còn nữa. Lúc đó thùng rượu chỉ đơn thuần là chỗ chứa hàng mà thôi. More flavors, aroma. So this barrel is actually from 2004. You can see the year right here. The wine in it is our 2007 Cabernet Sauvignon. So this wine is really just aging, not being affected. It's preserving the natural essence of the wine, with still allowing it to breathe and oxidize. And that's the reason why they use a specific variety of oak. This is white oak, and the particular species allows for the wine to slowly breathe. Actually, every year, about 10% of the contents of this barrel will evaporate out of the pores. And then it's taking in oxygen. So the slow oxidation really concentrates the wine and gives a nice mouthfeel. But initially, this was giving some wonderful flavors, probably a vanilla and spice to the wine. Bây giờ thì ta thử tưởng tượng xem, mỗi thùng rượu đến từ một người thợ khác nhau, từng vùng khác nhau, làm từ vật liệu khác nhau, được nướng sơ vỏ theo cách khác nhau. Tất cả những thùng rượu này giống như là một kệ gia vị khổng lồ vậy, nhất là cho những ai yêu thích nấu nướng. Tại Lyonnais, chúng tôi không chỉ đơn điệu sử dụng chỉ muối và tiêu, mà làm cả một hàng dãy những gia vị khác nhau. Đặc biệt là mỗi khu rượu vang được giữ riêng biệt để trưởng thành trong vòng từ 18 đến 26, thậm chí 30 tháng. Sau đó thì những nhà làm rượu sẽ thử rượu từ từng khu, tổng hợp lại, sang bớt cho mùi vị thêm nồng nàn. Bởi vậy, cô thấy không chỉ đơn thuần là đóng một thùng rượu,
mà đó còn là cả một nghệ thuật khéo léo đằng sau nó nữa. Talking about the when you said the winemaker take a little bit from each barrel and then make a blend, a lot of time when we the newbies in drinking wine, we heard about like the most common we can taste is smokiness, but other than that, blueberry, chocolate, or a little bit of this, we can't really tell. So how can you tell the such very special, you know, taste? Đúng rồi. Mỗi loại rượu có một danh lược mùi vị khác nhau. Có thể là vị trái cay, đậm vị cay, hay nồng khói sấy. Nhiều người nghĩ rằng có phải những loại vị đó đã được thêm vào rượu hay không? Thì xin thưa rằng là không. Mà thực sự điều đó đến từ những thành phần tổng hợp có sẵn trong rượu. Chính chúng tạo nên hương và mùi vị mà ta nhận biết khi uống rượu. Mà thực vậy, khi người ta làm phân tích hợp chất các phân tử rượu, ta sẽ thấy được những hợp chất tương tự như củ trái, blueberry, chocolate hay dừa chẳng hạn. Nhất là khi ta pha trộn nhiều loại rượu từ nhiều giống nho lại với nhau, giống như là những phản ứng hóa học tự nhiên đang xảy ra trong rượu vang vậy, ta sẽ có được nhiều hương vị khá lạ. The compounds and the aromas and flavors. That's right. And we actually have an on staff. Những người phân tích những phản ứng hóa học này được gọi là enologist, những khoa học gia nghiên cứu về rượu và nho. It's a PhD in enology. It's the science of wine. So our enologist here, Pete, has a master's degree in enology. And if you were to go into his lab, it looks like you're in a chemistry lab or a physics lab. So he does a lot of scientific testing on all these compounds. You can really affect the wine chemically to enhance or the flavor and the aroma. And actually, that's one of the way to keep your wine consistent years to years also, right? That's right, and consistency is key. Even though we have different nuances in the wine from year to year, you want that consistent quality, and that's how you build a good brand. People know when they come to Lyonesse, they're gonna get quality every year. That's right. Just a little question, a little small question from our cameraman. Is this barrel the same kind of barrel they're gonna store scotch or whiskey in it? Yeah, so cooperage, it expands beyond wine. It's your scotch, your whiskeys, now your beers. And a lot of these barrels, once we're done with them, we sell them off to the breweries. You know, San Diego has one of the highest concentration of brewers in the world. So the brewers love to age their ales and different beers inside of our used barrels. So there's now a market for the used barrels, you know. They don't just go to your yard anymore for flowers, you know. I love one for my yard. Yeah. Well, come talk to me after, maybe we can take care of that. Thank you so much, Tony. You're welcome. Tôi muốn giới thiệu với cô về những nhãn hiệu rượu vang đặc trưng của nhà làm rượu tại Lyonesse. Chúng tôi chỉ sản xuất chừng 100 thùng của loại rượu này cho mỗi loại nho mà thôi. Đây là loại rượu đã qua thử nghiệm, được ủ rất lâu trong những thùng rượu tốt nhất và mới nhất, được chăm sóc kỹ càng nhất. More meticulous craftsmanship and care, and it's going to stay in oak even longer. And it's going to represent again the best lots of these different barrels. So we call them Đây, the signature đúng nghĩa là những chai rượu vang mang tên Reserve Wine và là niềm tự hào của chúng tôi ở vùng Nam California này. Over to the market and get a $5 reserve, you know. But these started $100 a bottle. And I think they represent the best of the whole South Coast region. We're really proud of these wines. And I'd be confident to put this with any wines in the state. We have winery owners from all over the state. We have chateau owners from France, winemakers from all over the world that come and taste our wine, and they're always very impressed with the quality from our signature selection here. So, but a yeah, beautiful brand. You can see the signature wine's always hand dipped in red wax with a nice gold laser embossed printing. So if you want to drink some of the best wines or feature the best wines in South Coast, this is where I'd send you, right to this rack right here. So everything with a red capsule, red foil, which is our regular classic label. This is what we call our cellar selection. This is going to represent the bulk of the wine produced here. Where we only make maybe 100 cases per variety on the signature, we'll make up to sometimes 1,000 cases on this. So still very limited. If you think about it, right now we're averaging a couple thousand guests a week. So even 1,000 cases doesn't last very long. And this is the only place that you can taste and purchase Lyonesse wines. We're not in any stores or wine shops. We really make wine exclusively for our members here and for our guests, such as yourself. But we make an array of different varieties in the cellar selection. Reds, whites, sweet wines, dry wines, dessert wines. What's your personal favorite? My personal favorite.
including both of them. That's like taking a kid into the candy store, you know. There's so many. You know, right now, with the weather really turning hot, as far as red wine goes, on a hot day, it's hard to open a nice full-bodied red, which I love. But right now, we're featuring this beautiful Cinsault. And Cinsault is a French variety from the southeastern region of France known as the Rhône Valley. And there's not many vintners producing Cinsault here in the state, but it makes a very light, very fruity white wine. You get this nice bright red fruit of raspberry, cranberry, and very light, almost refreshing. You could, even on a hot day, maybe serve this slightly chilled to be refreshing. But one of my favorites at the moment, the Cinsault, but it's always changing as different wines release. So every month we're releasing a couple different wines. So, you know, I'm always finding, and every year we're just improving and always finding my next favorite wine, you know. But we have the classic varieties. We have the Cabernet Sauvignon. We have a Bordeaux blend called the Meritage, which blends all the Bordeaux's, your Cabernet, your Merlot, your Cabernet Franc, and your Petit Verdot. We have the classic Zinfandel, which a lot of people think is a California variety. It's actually from the north coast of the Mediterranean in Croatia and Slovenia. They've been growing Zinfandel now here in California since the mid-1800s. Came over in the gold rush, and now today there's thousands of acres of Zinfandel in California. We make a great Zinfandel here. Of the 20 grapes that we grow, the Syrah, I think, best showcases Temecula Valley. Syrah, just like the Cinsault, it's from the Rhône Valley in France. It's probably the marquee grape in the Rhône Valley, and it loves that nice warm and dry climate. So any Temecula Syrah can't go wrong. In fact, I want to show you the other side of this rack. It's all different Syrahs from different vineyards here in the valley. So this rack is unique. Ở dãy bên này có những chai rượu có nhãn hiệu hơi khác biệt với vỏ bao màu đen, biểu hiện cho Vineyard Collection. Như ta đã đề cập trong cách vận hành khác nhau của mỗi vườn nho. Vào mỗi năm, những người đứng đầu của từng vườn nho tụ tập lại với nhau và cùng chọn một vườn nho trong thung lũng với chất lượng nho cao nhất, nổi bật nhất và hương vị tuyệt vời nhất. Và họ sẽ để dành lượng nho đặc biệt ấy để làm một số lượng nhất định rượu nho chỉ để đề cao vườn nho ấy. Thí dụ như trên chiếc kệ này, ta sẽ thấy toàn một loại rượu là Syrah mà thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì chúng đều đến từ những vườn nho khác nhau. Cho dù chúng đều trực thuộc Lyonnais Cellars, nhưng vì chúng được trồng ở những vùng nho khác nhau với điều kiện chăm sóc, đất đai, tưới tiêu, mặt trời cường độ và góc chiếu khác nhau. Và chính vì vậy, vào mùa thu hoạch, cho dù cùng một loại nho, nhưng chúng lại mang đặc tính đặc trưng cho từng vùng. Và chính vì thế, hương vị của chúng rất đặc trưng. Right now, these are probably where my favorite wines are. There's a couple of vineyards here in the valley, particularly our Fitzpatrick vineyard, our Vista del Monte vineyard, where the fruit is just so concentrated and delicious. If you like a nice, big, bold, powerful red wine, anything from the vineyard series will probably be the wine for you. And we make anywhere from 200 to 300 cases of this wine. They're in that $50 range, but excellent quality. I think some of the best wines for the price here at Lyonnais, for sure. So. So now you probably want to do some tasting, huh? Yeah, I'm pretty overwhelmed. Yes, I think it's time for us to have some. So for all these three series, last year we did about 15,000 cases total. So it's still very small production. But when you're making it in this particular style, the old world style, you can't make much more than this, because then you start to sacrifice quality. You get overwhelmed in the production, right? So we're really about small production, high quality, good wines here at Lyonnais. Family feel. That's when right. People come here and visit, yes. Absolutely.